chào các bạn, trên tay mình đang là cái điện thoại Honor Magic. Một cái điện thoại rất là đẹp. Nó giống như một quả trứng, vì ngày xưa chúng ta có quả trứng Nokia 6006. Nhưng mà cái đó là trứng nhìn từ phía trước, còn cái này là trứng nhìn từ bên hông. Khi mà các bạn nhìn từ bên hông, các bạn sẽ thấy là giống như Huawei họ đặt một cái lớp kim loại. Rồi sau đó họ áp hai cái lớp kính cong hay là cong ở đây. Thì hai cái lớp kính này nó hoàn toàn độc lập với nhau và tách biệt với nhau, nó không có giao vào nhau. Vì vậy mà nhìn nó rất là giống một cái bánh hamburger. Nhưng mà bánh hamburger này rất là hấp dẫn. Nhìn nó đẹp và nó có cái gì đó rất hiện đại và hòa hợp với nhau. Mà dù khi mà cầm thì cái phần nhân thịt bằng màu hồng ở đây thì nó sẽ hơi cấn ra ngoài một chút so với lại cái mặt trước và mặt sau. Cái điện thoại Honor Magic là một cái điện thoại rất là đặc biệt. Nó so với tất cả những cái sản phẩm flagship khác thì cái màn hình của nó rất là nhỏ, chỉ khoảng 5.1 inch thôi. Nhưng mà nó lại thật sự đẹp và rất là đặc biệt. Thì sản phẩm này đang được bán với giá khoảng 530 đô ở thị trường Trung Quốc. Chưa có thấy thông tin về thị trường quốc tế. Khi mà các bạn cầm vô thì các bạn sẽ thấy nó cực kỳ liền lạc và chế độ chứa lượng hoàn thiện rất là cao. Chính vì cái việc mà sử dụng cái miếng nhân ở giữa như thế này, nó làm cho cái khu vực SIM nó quá mỏng đi, nó không thể nhét được. Và Huawei họ buộc phải đẩy cái khe cắm SIM xuống ở phía dưới này. Cũng may là họ vẫn duy trì được cho chúng ta cái cổng tai nghe 3.5mm và loa nhìn rất là quen thuộc, nhưng mà mình không nhớ từng thấy cái kiểu thiết kế này trên cái máy nào. Ở phía sau bạn sẽ có hai camera kép và cái đèn flash, nhưng mà những cái vị trí này thì các bạn có thể thấy là nó được thiết kế được chìm hoàn toàn với máy và phẳng, đẹp ơi là đẹp. Các bạn phải nhìn thấy tận mắt thì các bạn mới thấy là cái phần camera được thiết kế đẹp như thế nào. Về mặt phần cứng thì cái máy này sử dụng 4GB RAM và chip Kirin 950, tức là không phải là con chip mạnh nhất của Huawei, như là cái chip 960, 960 ở trên máy 9 là cái máy mà chip Cortex A73 đầu tiên, còn đây vẫn là dựa trên cái đèn Cortex A72, nhưng hiệu năng của nó thì rất là ổn rồi. Bạn nào đã sử dụng P9 thì sẽ thấy máy thì đang sử dụng Android 6, các bạn thấy là hiệu năng rất là nhanh. Ngoài những cái điểm đặc biệt về phần cứng thì phần mềm của máy này cũng có rất là nhiều điểm để nói. Tuy nhiên thì hơi khó để demo bởi vì nó chủ yếu ở tiếng Trung nhiều hơn mà chưa có các ngôn ngữ khác. Thì một cái điểm dễ thấy nhất là cái camera trước, khi mà nó nhận ra mặt của các bạn thì nó sẽ tự động nó hiện những notification của chúng ta lên, còn nếu mà người khác thì nó sẽ không hiện, ví dụ như vậy. Hay là nó tự động nó nghe những cuộc gọi, hay là tự động nó nghe những cái thông tin mà chúng ta đang nói chuyện và có thể đưa ra những nội dung tương ứng. Rất là nhiều những tính năng thông minh như vậy. Rồi, xin cảm ơn các bạn.